Bộ Công an cần chủ trì đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo điều tra, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân liên quan, vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi. Thủ tướng biểu dương Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã chủ động vào cuộc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tiến hành điều tra hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các tổ chức cá nhân liên quan. Trao đổi với phóng viên của Chuyển động 24 giờ sáng nay, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đang tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến vụ án trục lợi kit xét nghiệm COVID-19, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng An ninh Kinh tế Nghệ An đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan hợp đồng mua sắm vật tư, sinh phẩm từ Công ty Việt Á. Đến chiều qua, Giám đốc CDC Nghệ An cùng kế toán và những người liên quan đến vụ việc đã có mặt tại Hà Nội theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để phối hợp làm rõ những thông tin liên quan.